Vâng, em Hoàng Tưởng lại chào cả nhà. Chào cả nhà lại đến với video tiếp theo của em. Hôm nay em tỉ vải Thanh Hà nhé cả nhà nhá. Thì vừa rồi đấy em có lên một cái video là cũng là tỉ vải Thanh Hà. Nhưng mà hôm nay em mới được rồi tỉ vải nhá. Thì hôm trước ấy, thì em lên hướng dẫn cho những anh em mà làm trước. Bởi vì mấy hôm nay ấy, thì là em cũng mới làm tỉa vải thiều chính vụ xong. Và hôm qua buổi chiều hôm qua và phun cả nhà, mới phun xong thì là hôm nay bắt đầu là hôm nay là em tỉa vải Thanh Hà nhá cả nhà nhá. Đấy như sáng ấy, buổi sáng ấy, thì là em mới làm cỏ sạch đấy cả nhà. Trước tiên ấy, thì ta làm cỏ sạch đó cả nhà. Đấy làm cỏ sạch nhá. Đấy đây đấy, trước mặt cả nhà là những cây này là một số là nó sai một nửa cây và một số là sai lác đác. Đấy, Thanh Hà của em năm nay nó như vậy. Và một số nó gọi là sai. Thì năm nay ấy thì là em Thanh Hà của em ấy thì là em cả những cây mà nó đã sai và em đã bẻ quả đấy cả nhà. Đấy những cây mà có quả và những cây không có quả đấy là em năm nay tập trung là em lấy hai đợt lộc cả nhà nhá. Tập trung là lấy hai đợt thôi. Kể cả những cây mà em có quả năm nay sai chịu ấy, cả nhà. Em cũng lấy hai đợt lộc nhá cả nhà nhá. Năm nay riêng Thanh Hà là em lấy hai đợt, còn riêng cây vải thiều chính vụ ấy, thì là em lấy ba đợt nhá cả nhà nhá. Thì hôm nay em lên video là thứ hai ngày 24 tháng 6 năm 2024 nhằm ngày 19 tháng 5 năm Giáp Thìn. Thì đây là những cây mà chưa tỉa nhá cả nhà nhá. Đây những cây chưa tỉa đây. Đấy. Nó lá nó như vậy thì em sẽ quay cho cả nhà. Đấy, xong là tí nữa là em sẽ tỉa những cây em tỉa xong thì là em sẽ quay cho cả nhà. Đấy, còn những cây chưa tỉa đây. Đây, ví dụ những cây này chưa tỉa nha. Đấy, lá nó rậm như thế này này. Đấy, thì năm nay ấy, thì là em sẽ lấy hai đợt thôi. Đấy, cả nhà nha. Đây này, đấy. Đấy. Năm nay là nó rậm như thế này này. Đấy. Đây còn những cây bên này là nó sai quả nhá. Đây những cây này là có quả đây. Đấy. Những cây này có quả đấy. Thì em bẻ đấy. Thì lọc lá của nó là cũng rất vẫn rậm nhá cả nhà nhá. Đây này. Đấy. Đây như những cây này thì là em sẽ tỉa cho cả nhà. Đây cây như thế này là chưa tỉa đây. Đấy, đây này. Thì em sẽ tỉa nhá cả nhà nhá. Đấy, cả nhà sẽ phớt như những cành này. Đấy, cả nhà chỉ phớt. Phớt qua như thế này cho em thôi. Đấy. Là đợt này vải Thanh Hà ấy, là em mà tập trung là em lấy hai đợt thôi. Đấy ví dụ như thế này này. Phớt ít ngọn thì nhẹ nhàng thôi nhé cả nhà nhé. Đấy. Đấy những cái cành của mình bẻ này đi thì thôi cả nhà. Như những cành bẻ thì thôi, mà những cành nào mà cắt kéo ấy, những cành cắt kéo ấy cả nhà là nên cành cắt kéo này ấy, cả nhà nên phớt lại nhá. Cái mấu cắt kéo này này. Đấy. Cái cành này bẻ tay ấy thì mình thôi nhá cả nhà nhá. Cành bẻ tay thì thôi, cành nào cắt kéo thì mình phớt lại nhá cả nhà nhá. Đấy, phớt lại như thế này hết này. Đấy,
Cả nhà nhìn gần thì nó như thế này nhé, nó vẫn để lá rất 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 là nhiều. Đấy, thì xem em sẽ dừng cái video để em tỉa cho cả nhà, tỉa xong là em quay lại. Không là em mà vừa quay vừa cầm cái này nó khó làm. Đấy nhá cả nhà nhá. Đấy. Đây này, đấy. Vâng, đã xong nhá cả nhà nhá. Đấy, em đã tỉa xong đây. Đấy, mình chỉ tỉa như vậy thôi nhá cả nhà nhá. Bởi vì Thanh Hà này thì là năm nay em sẽ lấy 2 đợt lọc và em sẽ không tỉa vào quá là sâu, quá là cụt nhá cả nhà nhá. Đấy, đây này. Đấy. Thì cái Thanh Hà này như thế này là mình lấy 2 đợt nữa là nó xôn xê lắm rồi cả nhà. Riêng lộc Thanh Hà. Đấy, như cây của em đây là những cây này là nó là rơi vào 13 năm nhé cả nhà nhá. Đấy. Như cây này là 13 năm. Đây. Đấy. Vừa nãy em chưa tỉa đấy thì là nó như cây này này. Đấy cả nhà xem này, đấy như cây chưa tỉa nhá. Đấy nó như thế nhá. Đây, cây tỉa xong đây. Đấy. Như cây ở trên kia cũng vậy, chưa tỉa này. Đấy, cả nhà so này. Đấy. Cả nhà chỉ phớt nhẹ nhẹ đi cho em thôi, như là mình bẻ bẻ lấy quả nhá cả nhà nhá. Đấy. Đấy hôm nay có một bạn hỏi ấy, là theo mình có theo người ta bảo là chặt đi hơi cây không có quả ấy, năm nay mất mùa ấy, chặt đi hơi sâu, là bây giờ xử lý như thế nào. Đấy cả nhà, những cây mà bác nào mà lỡ lỡ cả nhà, kiểu như thế này này, đấy như cây Thanh Hà này này, đấy nếu mà các bác lỡ đây lá nó như thế này, các bác lỡ là đã phang vào đến đây rồi thì là bây giờ chỉ còn cách là lấy 3 đợt lọc. Đấy, như cây của bạn ấy bảo là chặt vào sâu, mình nghĩ là nó không phải ở cái đoạn này nữa. Đấy, không phải ở đoạn này nữa, mình nghĩ là nó sẽ đến đây rồi, đến đoạn này hoặc là đến đoạn trong. Đấy, theo mình nghĩ là bạn ấy nên là bón phân nhá. Ví dụ như cây này, đấy cây của em đây, cây này nó đạt 50 cân quả, thì em theo mình khuyên bạn đấy là như cây này là bạn sẽ vào khoảng độ tầm 4 cân NPK cộng với 5 lạng đạm nhé. Bởi vì cây của bạn ấy đã cắt sâu vào đến trong này, nếu mà bảo là cắt sâu ấy mình nghĩ là đã tỉ vào đến trong này rồi. Đấy, theo mình là như vậy, nên bạn là có phải là vào khoảng độ tầm 3 cân 4 cân, tầm 3-4 cân rồi đấy, khoảng đấy 3-4 cân NPK. Các bác bổ hố nhá, những bạn đã bị sai lầm ấy, các bác bổ hố cho em vòng quanh khoảng độ tầm 15 hố được rồi cả nhà, bổ vòng quanh 15 hố xong là bỏ phân vào tầm 3-4 cân gì đấy, xong là vùi xong là các bác bỏ đạm nhá. Như cây như thế này là các bác bỏ khoảng 4 lạng hoặc là 5 lạng. Xong là các bác tưới đều. Xong là các bác phun. Các bác tỉa xong ấy các bác tiến hành phun. Đấy là đối với cây vải Thanh Hà là các bác đã cắt vào cụt. Còn như cây của em mà không cụt này ấy, cả nhà em lấy 2 đợt này ấy, thì là em sẽ như những cây này là có quả này. Năm nay em bẻ có quả nhá cả nhà nhá. Đấy. Bảo là có quả này các bác không tin đâu. Nhưng mà em tỉa đấy thì em vẫn vất xuống được 2 quả đây này. Đấy, đây này. Vẫn còn 2 quả nhá. Đấy, không sâu cuống gì, rất đẹp đây này. Đấy. Gọi là nó vẫn sót, mình bẻ mình không thể lấy được hết cả nhà, nó ở trong tán nên mình không lấy được hết đâu. Đấy, quả rất đẹp đây này. Đấy, loại này như hôm nay anh em quay 80k ấy, 85k đi, 87k đi. Đấy. Thì như những cây này ấy thì là năm nay là em có lấy được quả và có bón phân đấy, thì những cây này là đợt đầu tiên này là em sẽ không bón gì, em chỉ phun thôi. Như những cây này là em tỉa xong là em phun nó khác ra thôi cả nhà. Đấy, như cây có quả ấy, thì là năm nay nó lại rất đơn giản và rất dễ làm nhá cả nhà nhá. Đấy,
nó không có quả ấy, thì là tỉa cái là nó ra thôi, bởi vì cái lượng phân của em bón đấy ở dưới gốc này thì là nó vẫn còn nhá cả nhà nhá, nó vẫn còn đấy, cả nhà phải hiểu như vậy. Thì mình chỉ cần tỉa xong lá này xong là bắt đầu là phun vào thì nó khắc ra thôi. Đây là như cây có quả nhá, còn như cây đây này vẫn có quả này đấy, nó vẫn xuất từng quả cả nhà. Còn như những cây mà nó không có quả, ví dụ như cây cây bên này đi đấy, như cây này này đấy, như cây này năm nay ra này sâu ăn này đây này đấy, như những cây này là không có quả nhá, không có quả ấy thì là cả nhà sẽ đây này, cả nhà vào bước vào trong tán đây này đấy, trong tán đây đấy, đây này nó mọc trong thân đây này đấy, cành mọc trong thân đây thì là cả nhà sẽ chặt đi cho em đấy, thì là cả nhà sẽ để ăn trong thân nhá, đấy cả nhà sẽ để ăn trong thân nhá, tương tự như vậy. Thì là những cái mấu này ấy, cả nhà để như thế này là nó rơi vào khoảng độ tầm 5 phân cả nhà, 5 cm. Đấy. Đấy các bác ở trong tán á, các bác nên để những cái mấu này để ăn trong thân nhá. Bởi vì những cây này thì là nó không phải là già mấy nhưng mà nó đã có mấu ở trong thân này, thì là ta sẽ để ăn trong thân để khoảng độ tầm như những cây này là nó rơi vào khoảng 13 năm cả nhà. Đấy, 13 năm là bao mình sẽ ăn trong thân dần nhá cả nhà nhá. Đấy là trong thân, đây là trong thân nhá. Các bác ra ngoài tán này. Đấy. Thì như những cây này thì nó cũng tương tự nhá cả nhà nhá. Đây này, ví dụ cái ngọn của nó như thế này. Đấy, năm nay không có quả đây. Đấy, thì những cây này thì là mình sẽ phớt. Đây này. Đấy, như thế này nhá. Mình sẽ tớp qua đây. Thế này thôi. Cứ gọi là tương tự nó như mình bẻ đấy cả nhà. Đây, ví dụ như cái ngọn này. Bởi vì em vừa quay ấy, thì là cái ngọn thấp thì em mới làm nhá. Đấy, em mới làm được. Đây ví dụ như cái ngọn này này. Đấy, mình sẽ phớt phớt qua cái ngọn này nhé. Đấy. Đấy, có những cái cành tam con này mình sẽ tỉa đi. Đấy, như thế này này. Đấy, ok rồi. Đấy, khi tỉa xong ấy cả nhà, đây như những cây này nóng như vậy nhá cả nhà nhá, đây như những cây này nóng như vậy, khi tỉa xong ấy thì nó như cây bên này. Đấy, khi tỉa những cây mà không có quả đấy nó tương tự như cây bên này nhá cả nhà nhá. Đấy cả nhà xem này. Đấy, thì video hôm nay là em lên là nói chuyện với cả nhà là tỉa những cây vải Thanh Hà, là năm nay là em lấy 2 đợt lộc nha cả nhà nha. Đấy, anh em nào mà lấy 3 đợt thì lấy, còn em mà là em lấy 2 đợt thôi. Riêng vải Thanh Hà năm nay là em lấy 2 đợt nhá. Xin báo cáo với cả nhà là vải Thanh Hà là em năm nay lấy 2 đợt lộc là em sẽ khoanh. Đấy, dự tính của em ấy thì là hôm nay em lên video ấy, nó cũng chỉ là rơi vào cuối tháng 5 thôi cả nhà. Cuối tháng 5 thôi. Hôm nay là 19 tháng 5. Thì đợt lộc này ấy, là em sẽ lấy trong tháng 6 nhá cả nhà nhá. Gọi là trong tháng 6 hoàn thành. Hoàn thành lộc vải trong tháng 6. Nhưng mà các bác phải hiểu này. Những cái lộc này ấy, thì là em phớt kiểu này. Tương tự là để như này ấy, nó tương tự là được một đợt lộc rồi. Thì mình lấy đợt lộc hoàn thiện trong tháng 6 này coi như là đợt lộc 2. Còn đợt lộc cuối cùng ấy thì là coi như là đợt lộc 3 cả nhà. Đấy. Cả nhà phải hiểu như vậy. Thì những cây vải Thanh Hà ấy thì là em lấy 2 đợt lộc này thì là em sẽ để nó lá nó già tự nhiên, là em chỉ phun thuốc sâu không, để nó lá già tự nhiên, là mình không kích, không làm gì nhá cả nhà nha. Đấy. Thì nó hoàn thiện đến thời điểm nào
thì là bắt đầu là mình phun đấy, khi nào lá nó lại già, ví dụ trong vòng tháng 6 nhá, tháng 6 ví dụ những cây này nó hoàn thiện lộc này, lộc già, ví dụ lá nó sẽ già như thế này, như bản lá lá này thì nó già thì là mình cứ để tự nhiên cả nhà. Khi nào nó bước sang đợt lộc thứ hai đi đấy, đợt lộc thứ hai nhá cả nhà nhá, ví dụ nó bước sang đợt lộc thứ hai ấy, thì là mình sẽ khi nào nó nhú cái mầm của nó mà nhú kiểu như là mình tỉa đây đấy, khi nào nó nhú như thế này, bắt đầu là mình thấy lộc của nó ấy, nhú như thế này thì là bắt đầu là mình tiến hành phun lấy đợt lộc thứ hai đấy cả nhà. Bởi vì cái lá của em để rậm cái này ấy, thì coi như là năm nay vải Thanh Hà là nó vẫn ngang ngửa như là lấy lộc ba nhá cả nhà nhá, đấy nó vẫn ngang ngửa như là lấy lộc ba đây, nó sai quả những cái gặp trời nắng thời tiết đây này đấy. Có loại Thanh Hà nó là như vậy nhá cả nhà nhá, sai quả bao lâu là gặp thời tiết là nắng oi là bao nó bị cháy lá kiểu này đấy. Lấy hai đợt lộc nữa thì là cái lộc này nó sẽ rụng cả nhà đấy. Thì em xin báo cáo cả nhà là năm nay vải Thanh Hà em lấy hai đợt lộc nhá đấy. Rồi video em lên như vậy thôi, rồi em xin được chào cả nhà.